Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh, sinh năm 1977, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho biết, năm 2022, Trần Quang Anh thành lập công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế A và H để tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động, du học và đưa ra nhiều thông tin gian dối như có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học và liên kết với nhiều công ty có năng lực lớn trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở Hà Nội. Vì tin tưởng nên nhiều người ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã bị Trần Quang Anh chiếm đoạt số tiền đăng ký, làm thủ tục hồ sơ để sử dụng riêng. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 lao động với tổng số tiền là 820 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ma Thế Dũng, sinh năm 1975, trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ. Quá trình điều tra lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng trên địa bàn xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ vàng Thẩm Riềm thuộc xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây là mỏ vàng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép khai thác cho doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng với thời hạn khai thác 10 năm từ năm 2020 đến năm 2030. Cơ quan công an phát hiện trong quá trình khai thác, Dũng đã chỉ đạo nhân sự sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp vượt qua khối lượng cho phép. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 2, Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện và tạm giữ hơn 15.800 chai rượu ngoại, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe tải có gần 16.000 chai rượu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa và phương tiện tạm giữ ước tính trên 15 tỷ đồng. Qua làm việc, các tài xế tải khai nhận được thuê làm tài xế vận chuyển mặt hàng rượu ngoại và đường cát nhập lậu từ các tỉnh long an bình phước về tỉnh bình dương để phân phối đi các tỉnh thành tiêu thụ lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ